Rồi, em xin chào đến tất cả các bác nhé. Hôm nay qua đây thì cũng xin chia sẻ các bác một số cây hoa giấy và những cái cây bonsai nghệ thuật. Và cây đầu tiên là một cây hoa giấy, cũng nói là một cái cây cực kỳ đặc biệt luôn. Nó cũng có một cái nét thời gian, cây đã được trồng trên một cái vách cổng, thế nó cứ một cái nét tự nhiên nó cuốn vào. Xin chia sẻ các bác đây, từ cái phần dưới thì em làm qua cái tử, và một cái tử bên này thì em làm nó quấn đấy, nó có một cái nét tự nhiên nó quấn đây, quấn vòng ngoắt lại gấp lên đây và nó hồi lên đây đấy, hồi lên đây em làm quả phúc này và làm những cái bông tản, xếp bông tản vân, những cái đường tay cành thì em làm cũng được thời gian nó cũng kỹ lưỡng rồi, nó chi tiết. Đấy. Thì lên đến đây thì nó có một cái thân rất là hay, là khi nó trồng đến nó vẹn vẹn và nó dẹt vào cái này thì cũng rất là nhiều năm rồi, nó vẹn vào đây, nó quấn lên đây đấy, và nó gấp lên đây, lên đến trên này thì nó lại dính với nhau, nó liền lạc, nó dính nhau thì có một cái thân đây nó quấn lên, thì nó ở trong cái hình trái tim này đấy, quá nhìn này. Đây nhá, cái này nó cũng không phải là cấy ghép gì đâu, nguyên bản đấy, lên đây và lên đây đấy, em tạo thêm một cái tử và cái bông tàn, cái đường quấn này này nó có một cái nét như một cái từ trên xuống thì các bác cứ nghĩ là một cái rễ nhưng không phải, đây là một cái thân nhưng nó cùng nhau quấn lên và nó thời gian nó lâu và nó liền lạc với nhau đấy, nó dính vào nhau, thời gian nó quấn và nó dính vào nhau, nó hóa đấy, nó quện vào nhau. Đây, đây như cái thân này nó hình như một cái trái tim đấy, biểu tượng như một cái trái tim luôn. Thì hôm nay cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác, cây thì em vừa rồi đang ra một lớp hoa rất là dày, hiện giờ nó đang ra đang bung nữa này đấy, bung kín hết cả cành bay đổ xuống đấy. Cành bông tàn này em xếp tản vân hết đấy, xếp tản vân và đường cổ ngọn các thứ, cái quả phúc làm rất là lâu rồi và chi tiết đấy. Những cái cành này là vừa rồi là cắt sơ qua lá và giờ bung lọc cá ra hoa luôn đấy. Thì qua đây hôm nay cũng xin đến gửi đến tất cả các bác để xem qua một cái tác phẩm hoa giấy này, em khẳng định các bác là cũng rất là hiếm, không bao giờ có được, mà cũng là một cây độc nhất vô nhị đấy. Rồi bây giờ em đo cái chiều vanh bệ này và cái tổng độ tàn cho các bác xem nhé. Biết phần vanh bệ thân gốc nhé. Đây là cái thân của gần sát gốc là 70 này. Tổng độ tàn ra đây là 1,8 m. Đấy. Em đo tổng cái phần quả phúc này, từ quả phúc xuống cái dưới miệng chậu là 2,8 m. Phúc xuống là 2,8 m. Đấy, thì qua đây cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác rồi, và quay qua để cho các bác biết cả hai mặt đều đẹp rồi, cân đối. Cái này thì cũng xin chia sẻ để báo giá các bác là 125 triệu, bao ship cho các bác nhé. Đấy. Một cây giống rất là độc đáo mà các bác để cửa không gian và hay là để giữa sân, trang trí sân vườn rất là đẹp mà nó cũng rất là độc lạ. Và hoa thì cây này thì cũng rất là ra, bây hiện giờ nó đang bung này cũng rất là nhiều đấy. Rồi, qua đây thì em lại tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, xin chia sẻ các bác một cây dưới đây nhé. Cái dưới đây thì cái là em khai thác về suối thì được cái nó ngậm nguyên hòn đá này, nó tì luôn này. Trông như ngậm ngọc, tì múp vào luôn, gấp xuống đây nguyên một hòn đá mộc mạc lâu rồi, thời gian cây hòn đá nó rất là cũ cổ kính, và cây này được cái dáng phần chân rễ nó lên đây và lên đây nó phiêu lại đây. Đấy, xuống đây em làm một cái cành bay tự nhiên ra đây, xếp bông tản vân nhé, bông tàn các thứ này,
các bác nếu đưa vào làm những cái tay nuôi làm sao để những cái tay nó to để mình làm gấp cho nó đẹp. Và lên đây em làm một cái cổ ngọn. Đấy, cổ ngọn rất là kỹ, nùn nực. Và cái cành kia là em đang nuôi để cho nó thở cho to cành. Và đường cổ bông tàn. Rất gấp, rất hay nha. Có những cái cây mà mình phải tạo chế cho làm sao cây nó đẹp. Nó kỹ. Đấy, cả hai mặt đều đẹp. Cái này thì xén, càng xén càng thẳng càng đẹp nhé. Đấy, các bác nào. Cái cây như này. Lì như này. Yeah. Đấy. Và những cái cây mà nó phiêu mà nó nghệ thuật như này. Rồi giờ đo kích thước báo giá cho các bác nhé. Cây khai thác tự nhiên. Đấy. Nó ngậm nguyên hòn đá. Nét đặc trưng. Đấy, những cái cốt như này cũng hiếm. 1m95. Tổng độ tàn ra đây là 1m65. Chiều cao của cây này là 1m35. Đấy, cái cây mà ôm nhà nguyên hòn đá này. Thì cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác là 78 triệu bao ship cho các bác nhé. Cốt ruối đẹp như này. Cô gà gấp mà đổ rất là đẹp. Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Rồi qua đây thì xin chia sẻ các bác một cây hoa giấy nhá. Một cây hoa giấy rất là lâu năm. Rất là phiêu cây, nghệ thuật. Đấy. Đổ chảy dài ra ngoài này. Cái phần thân gốc này. Gốc rất to. Cho ra đây, đưa ra kia, lắc lên, hồi lại. Rồi bung tàn ra đây, xuống đây. Cây đã làm rất là lâu năm rồi, chỉnh chu rất là kỹ, chi tiết rồi. Đến các bác này, cây này các bác chỉ về việc chơi thôi. Đấy, làm theo lối như kiểu cây Nhật Bản ấy, hoa giấy tán những cái bông cổ lét mà cây nó phiêu cây, có độ cong, độ gấp. Đấy, rất là nghệ thuật. Rồi, xin chia sẻ đến tất cả các bác đo kích thước báo giá các bác cây này nhé. Vành đây là 88 phân này. Đấy, tổng độ tàn đến đây là 168 phân, là 1m68 nhá. Chiều cao của cây này là 1m6 từ miệng chậu lên. 1m6. Giá cây này là để cho các bác là 38 triệu bao ship cho các bác nhé. Rồi, tiếp theo em sang một cây nữa. Đấy, qua đây, tiếp theo xin chia sẻ các bác một cây ruối nữa. Cây ruối này thì em mới cắt lá, dọn răm, chi tiết đến. Cây gốc to, đấy, cổ thụ, lùn nực. Và được cái là nó được 5 thân cùng liền một bệ. Đấy. Làm một cây ngũ phúc, nhưng mà là cái là khi mình lên những cái quả phúc mà mình tạo nó tự nhiên luôn. Tổng tàn như một cây đại thụ thu nhỏ. Quá những cái cành to này. Những cái cành to, bộ xương răm nó xuống này. Nhả ra, chi tiết. Những cái điểm đổ ngoặt rất hay này. Ngả ra, và chiều này xuống đây. Đấy, qua đây xuống đây, bay ra. Rồi tổng gan
Đấy, qua đây đấy nhìn cho các bác nhìn cái mặt nào nó cũng thích. Cái này em chơi xong này cũng lâu rồi, nay cũng chia sẻ đến tất cả các bác nhé. Cây này thì là 1m28 này. Tổng độ tàn ra đây là 1m16. À 1m06. Chiều cao của cây này là 1m18. Cây này để cho các bác là 25 triệu nhé. Cây hoàn thiện rồi. Đấy. Kỹ rồi các bác về chỉ chơi thôi. Rồi em mới cắt lá, giờ đang bắt đầu bung mầm. Rồi qua đây em tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, qua đây cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác cây dưới này nhé. Theo cây dưới này cây dưới khai thác. Em đã về đã làm cũng rất là chi tiết kỹ rồi. Những phần đá của nó khi khai thác thiên nhiên này. Và gốc rất là to, côn và những cái bông tàn cũng vào bông hết rồi này. Đấy. Tay trên tay dưới mà xếp tản luôn. Cái này thì được cái thân gốc nó lục lạc mà lên nó cũng nhiều những cái thêm những cái thân phụ và lâu rồi nó dính vào rất là đẹp. Ở đây thì bí tử này. Ở trên đây một cái thân bay. Đấy. Chảy dài lên đây và em tạo thêm hai cái tử. Qua đây thì cũng dám chia sẻ được tất cả các bác những cốt chuối mà khai thác thiên nhiên nó rất là vĩ đại, cổ thụ thời gian nó rất là lâu năm rồi và cho ăn chậu nó được 5 năm rồi. Đây, xin chia sẻ đến tất cả các bác có kích thước báo giá các bác. Phần vanh vạ ở đây là vào 1m68. Vanh vạ 1m68 và cái tổng độ tàn của cái này. Tổng độ tàn ra đây là 1m25. Chiều cao của cái này là 1m32. Đấy, cái này thì cũng chia sẻ để cho các bác là 28 triệu này, bao ship cho các bác nhé. Cây dưới rất là cổ thụ trên cái bể rồi. Qua đây thì cũng chia sẻ đến tất cả các bác. Bây giờ em tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, thì qua đây cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác nhé. Một cây sung trực mà nó là một cây trực chân bể nó rất là đẹp. Khai thác được cây nó được cái cực kỳ luôn. Một cây rất là cổ thụ chân bể như bệ nhãn. Đấy. Thì nó lên đây nó có một cái nét cua này, cua gấp lên lên đây gấp lại và đường cành là những cái cành tay của em làm là những cái tay một nó to hết rồi, cây đã rất là ra nhiều quả nhé, những cái cuộn quả rất là nhiều. Thì sang bên này làm cái cành lão bay xuống này chào khách này rất là đẹp, bên kia làm nó từng nét cua xuống gấp ra. Đấy, rất là 3D và những cái cổ ngọn này. Các bác nhìn thấy bộ cổ ngọn nó phê kia mà. Đấy. Cổ ngọn gấp bông tàn. Chung một cái cây sung như thế này. Giờ để mà nó có cái điểm lắc từ còn nhỏ mà được như này một quả nhiều rất là thích. Đấy. Chia sẻ đến tất cả các bác. Đấy. Bây giờ hôm nay thì qua này. Đấy. Thân cuộn cành. Đấy. Đấy, các bác được nhìn thực tế nhé. Qua phông em phải che cây sau nó đỡ nó coi bóng đằng sau. Để em đo kích thước báo giá các bác. Phần vanh gấp đây là 1m32 này. Tổng độ tàn ra đây là 1m50. Chiều cao của cây này từ miệng lên là 1m75. Qua cây này thì cũng xin chia sẻ để cho các bác là 40 triệu bao ship nhé. Đấy, cây sung dáng não mà rất là đẹp, bao ship đến tận nơi. Còn các bác mà không bao ship thì là em bán tại đây cho các bác là 35 triệu. Đấy. Vì vẫn ship mất vận chuyển rất là ấy. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.